Mến chào quý anh chị cô chú nha. Thì hiện tại em đang có mặt tại xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hiện tại em đang đứng vị trí rất là đẹp luôn, đường thông thoáng nha quý anh chị. Thì từ vị trí này nè, chạy thẳng ra là đoạn đường Bầu Chinh Láng Lớn. Là đường Bầu Chinh Láng Lớn là một hướng chạy về Ủy ban Nhân dân xã Láng Lớn và một hướng chạy về quốc lộ 56 nha, Ủy ban Nhân dân xã Bầu Chinh nha quý anh chị. Đó, thì từ đây mà chạy ra Ủy ban Nhân dân xã Bầu Chinh á, ra ngay chỗ quốc lộ 56 á, thì mất tầm khoảng 1,5 cây số thôi nha. Và chạy thẳng luôn thì nó đụng xã Kim Long. Nói chung là đường ở đây đường xá thông thoáng, thông tứ hướng. Nói chung chạy hướng nào cũng được nha quý anh chị. Còn chạy về hướng này thì mấy anh chị chạy vòng vòng thì chạy tầm khoảng 1,5 cây số thôi, lại đụng thị trấn Ngã Giao. Đúng, rất là gần đúng không quý anh chị? Đường xá rất là đẹp, rất là thuận tiện luôn. Thì từ đây nó cách Sài Gòn tầm đâu đó khoảng 70 cây số và cách biển Vũng Tàu đâu đó tầm khoảng 40 cây số. Đó. Về đường thì đường này là đường rộng luôn nha quý anh chị, đường lớn luôn. Lộ giới nó phải chắc 6 m gần 7 m gì đó. Trong tầm mắt của em thì nó như thế. Đó, thông thoáng. Và bên điện, dây internet đã tới nơi hết rồi. Đó, khu vực dân cư ở nha quý anh chị. Còn về diện tích á, thì miếng đất của mình á, là có diện tích là 1,700 m². Đó, trong đó có 20 m mặt tiền đường. Đó, 20 m mặt tiền đường bắt nguồn từ cái cọc này nè. Đổ sâu về này. Và chạy sâu về sâu là 80 là vuông vức luôn nha quý anh chị, sổ đẹp vuông vức luôn. Đó. Và trên đất á, hiện tại là có một căn nhà cấp 4 nè. Đó. Có căn nhà cấp 4 này. Gia chủ bán nên hiện giờ cũng chả có ai ở. Đó. Đằng sau đất thì có mặn. Cái mặn. Đất của mình là hầu như là phun hồng hơn 50% rồi nha quý anh chị, là đá phủ hồng hơn 50, có thể lên tổ cư được trực tiếp luôn. Đó. Bờ. Chung là vuông đẹp, có cây sổ riêng nữa. Đó. Hiện tại người ta đang để nuôi ong. Thì gia chủ rao bán với cái mức giá mong muốn là 3,5 tỷ. Đó, cho mảnh đất này. Đó. Một cánh đất mà đường xá rất ok, thì theo em quan sát thì cái giá này nó cũng hợp lý với thời điểm hiện tại nha quý anh chị. Nó không có đắt đâu. Đó. So với khu vực thì nó cũng còn rẻ đó. Bởi vì ở đây đường xá nó đẹp mà. Thì để biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0367054816 gặp em Hoàng Duy để em cung cấp đầy đủ thông tin cho quý anh chị ha, từ sổ cũng như vị trí. Đó. Và cuối cùng xin mà quý anh chị xem đến hết video mà để em có chèn sổ vào đến cuối video đó, thì mấy anh chị xem hình dung miếng đất của mình như thế nào nha. Đó. Cuối cùng mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.